hôm nay mình gửi đến mọi người một cái thông tin có lẽ là sẽ gây một chút thất vọng, một chút tiếc nuối cho tuyến đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Tết này sẽ không thể nào mà đi được. Dù mặt đường, hệ thống đường xá thì nó cũng đã gần như là thông suốt, và các hạng mục trải thảm đường, bảo vệ đường, thân chắn, lan can, sơn kẽ hay là bản hướng dẫn đều đã hoàn tất. Nhưng có hai yếu tố quan trọng là hầm núi Vung và cái đoạn đồ dốc ở phía khu vực Ninh Thuận và Khánh Hòa vẫn chưa hoàn tất. Cho nên Tết này chúng ta sẽ không thể nào mà đi được con đường này. Cho nên là mình sẽ gửi đến một số thông tin, hình ảnh cũng như là cập nhật cái tuyến đường cho mọi người có thể đi vào trong dịp Tết này, tránh trường hợp mình đi lộn vào con đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo để mà mình sẽ phải quành lại để mà tốn thời gian và tốn xăng dầu chi phí cho mình. Dẫu biết rằng có một số đoạn đường chúng ta có thể lưu thông được, nhưng hiện thời ở hai đầu Nam và đầu Bắc đều có những cái công trình nó chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo để mà lưu thông, cho nên việc lưu thông trên đoạn đường này là không thể. Và nếu mà mình cố gắng để mà đi vào những cái đoạn đường này trong cái dịp này thì nó cũng sẽ rất là khó khăn cho mọi người. Cho nên mình sẽ gửi đến những hình ảnh này cùng với lại những cái thông tin tuyến đường cho mọi người đi dễ dàng nhất trong dịp Tết này nhé. Đây là một số hình ảnh mà ngọn đồi ở thuộc địa phận Ninh Thuận và giáp ranh với lại Khánh Hòa hiện đang là thi công ở đây. Và như mọi người thấy thì công trình ở đây đang rất là nhiều cái bề bộn, cùng với lại việc thi công cũng đang gấp rút, nhưng chắc chắn rằng sẽ không kịp. Và để mà hoàn thiện cái đoạn này có thể kéo dài đến một tháng hơn, nó mới bắt đầu hình thành cái phần mà tươm tất để đảm bảo cho việc lưu thông xe cũng như là đáp ứng kỹ thuật. Có thể là mình thấy công trình đang dang dở như thế này cũng sẽ rất là buồn, cũng sẽ rất là cảm thấy là tiếc nuối, nhưng chúng ta cũng không thể nào khiến cho nó nhanh hơn được. Và cũng để đảm bảo sự an toàn thì nó phải cần cái độ chất lượng tốt, và sau này nó được bền bỉ và lâu dài để mà tuyến đường cao tốc này nó hoạt động khả thi cũng như là đáp ứng được nhu cầu đi lại nhiều. Như mọi người thấy ở trên màn hình đó là các xe múc, các xe đang cho thi công cái ngọn đồi để mà san phẳng cái mặt bằng cũng như là chở những cái khối đất đá đi nơi khác để mà làm cho cái mặt bằng ở đây nó được tươm tất hơn, gọn gàng hơn, cũng như là đáp ứng được việc đảm bảo cái mặt đường đúng kỹ thuật. Và cũng hy vọng rằng tiến độ nó sẽ được nhanh chóng hơn để mà rút ngắn được thời gian cũng như là rút ngắn được cái quá trình cho chúng ta có thể sau này được đi trải nghiệm tuyến đường này sớm nhất. Còn đây là một số hình ảnh về đường hầm núi Vung. Như mọi người thấy thì công trình cũng đang được thi công khá là nhộn nhịp, nhưng mà nhiều cái hạng mục vẫn chưa được hoàn thành, về sơn kẽ, về làn đường, về việc phân làn xe hay sơn phết, hệ thống chữa cháy, hệ thống quạt hút và những cái phần khác để đảm bảo an toàn cho lưu thông xe thì vẫn chưa. Như chúng ta được biết thì một đường hầm để mà được lưu thông xe như thế này thì cần có nhiều yếu tố. Ví dụ như về làn đường, về các phân len, kẽ vạch, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quạt hút để khi mà có sự cố thì đảm bảo lượng không khí cũng như là chất lượng oxy để mà đảm bảo cho người ở trong đường hầm được tốt, hay về hệ thống chữa cháy
để đảm bảo khi mà có sự cố thì nó cũng sẽ hoạt động để mà tạo cái an toàn khi mà lưu thông xe trong cái đoạn đường hầm. Cho nên đoạn đường hầm để mà đưa vào hoạt động thì nó cần rất là nhiều yếu tố, không phải là chỉ là đảm bảo cái đường thông xe lên đường không thôi, mà nó còn có rất nhiều cái để mà đảm bảo cho việc lưu thông trong hầm được an toàn. Xét thấy những cái này thì nó cũng cần có một thời gian nhất định để mà chúng ta có thể đi trên đoạn đường hầm này, và chúng ta cũng phải chờ để thời gian nữa chúng ta mới được trải nghiệm trong đoạn đường hầm này. Do là hiện thời bây giờ nó cũng đã gần Tết rồi, cùng với việc là ngày 30 cuối tháng 3, ngày 30 tháng 3 thì nó mới có được cái kế hoạch là thông xe, và có thể là tới cuối tháng 4, 30 tháng 4, 1 tháng 5 dịp lễ giải phóng đất nước thì chúng ta mới có thể theo đúng kế hoạch để mà có thể lưu thông xe trong cái đoạn đường hầm núi Vung này. Mình lấy đây là cái hình ảnh của cái đoạn đường hầm ở Đèo Cả để mình đưa vào để cho mình gửi đến cho mọi người cái hình ảnh, xem mình so sánh coi cái phần công việc của trong đoạn đường hầm đó nó còn những cái gì để cho mọi người có thể dễ hiểu và nhìn nhận được cái khối lượng công việc nó còn những cái hạng mục nào để đảm bảo được lưu thông xe trong cái đoạn đường hầm này, chứ không phải là hiện tại cái hình ảnh mà bạn đang xem là cái đoạn đường hầm đã được thi công đâu nha các bạn. Đây là hầm Đèo Cả, và mình gửi đến cho mọi người cái hình ảnh này để mà mình so sánh với lại cái đoạn đường hầm đang thi công, nó cũng sẽ giống như thế này, và mọi người có thể có hình ảnh trực quan để mọi người nhận định đánh giá được nó sẽ như thế nào thôi nha. Vậy Tết này chúng ta sẽ đi từ Sài Gòn về tới Nha Trang bằng con đường nào thuận tiện nhất và nhanh chóng nhất để có thể không mất thời gian cũng như là không mất chi phí đi lại nhiều qua cái đoạn đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo này như thế nào, thì bây giờ mọi người cùng theo mình với cái bản đồ chỉ dẫn trên Google nhé. Tết này từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang thì ta sẽ đi cao tốc như thế nào? Ta sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên cao tốc Long Thành Dầu Dây, tiếp tục vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, sau đó là tuyến Phan Thiết Vĩnh Hảo, sẽ ra lại quốc lộ 1A đi đến Phan Rang và tiếp tục quốc lộ 1A ra đoạn cắt của quốc lộ 27B. Ở đây nếu muốn đi tiếp cao tốc thì ta sẽ rẽ vào quốc lộ 27B lên cao tốc Cam Lâm Nha Trang dài 49 km, hoặc chúng ta cứ theo đường quốc lộ 1A ra thẳng tới Nha Trang mà thôi. Mặc dù chúng ta không được thông suốt ở tuyến đường Cam Lâm Vĩnh Hảo do còn hai hạng mục chưa được hoàn thành và chưa được thông tuyến, nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đi trên tuyến đường cao tốc ra tới Vĩnh Hảo, từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Vĩnh Hảo thì nó cũng đã rút ngắn cho ta một cái thời gian khá là dài và khoảng cách cũng khá là nhiều. Nhưng chúng ta cũng cần so sánh giữa việc đi cao tốc hoặc là đi quốc lộ, hai cái này nó lợi và hại như thế nào thì chúng ta cũng cần phân tích thêm. Ví dụ như đi trong cao tốc hiện tại bây giờ chúng ta đi ở tốc độ khá là nhanh, đường nó cũng thông thoáng, nhưng trường hợp nếu cao tốc bị tắc nghẽn thì nó cũng gây cho ta một cái sự khó khăn, đó là trên cao tốc về phần mà tín hiệu điện thoại cũng có nơi chập chờn, và nếu mà chúng ta đi vào trời buổi sáng nắng thì ở trạm dừng chúng ta cũng hiện tại đang thiếu, cùng với việc là xe cộ mà có hỏng hóc giữa đường chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn so với đi quốc lộ. Đi quốc lộ thì chúng ta có trạm dừng chân, nơi ăn uống hoặc là nơi mà để mà sửa chữa xe thì nó cũng sẽ nhanh chóng hơn so với lại đi cao tốc. Nếu mà đi cao tốc mà chúng ta bị có một tai nạn nào đó hoặc là bị hỏng hóc á, thì việc mà xử lý ở trên đường cao tốc nó sẽ lâu hơn, và chúng ta cũng không được rẽ
cũng như là quay đầu, nó là điều mà chúng ta cần chú ý. Còn nếu mà chúng ta đi quốc lộ á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái phương án hơn. Ví dụ như đường kẹt xe thì nó cũng có nhiều cái đường tránh, đường né ở những cái đoạn mà bị kẹt. Bởi vì hiện thời bây giờ nó có nhiều tỉnh lộ, nhiều đường ven biển để mà chúng ta có thể chọn hướng đi cho mình, cũng như là có những cái cảnh đẹp không riêng gì ở đường quốc lộ, mà ở những cái đường ven biển chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được rất là nhiều. Mặc dù nó sẽ xa hơn và nó lâu hơn, nhưng nó cũng là một phương án tốt để mà chúng ta có thể lựa chọn ở ngoài tuyến quốc lộ hay tỉnh lộ. Cho nên ở Tết này, nếu mà mọi người cần thời gian thì chúng ta có thể lựa chọn đường cao tốc. Còn nếu mọi người cần cái những cái cảnh đẹp, hoặc là muốn đi du lịch để đó, muốn ngắm cái việc muốn cảnh đẹp nào đó, thì chúng ta có thể lựa chọn quốc lộ hay tỉnh lộ để mà chúng ta có thể đi trên tuyến đường này. Và đây là mình sẽ gửi cho mọi người một cái hình ảnh video về cái đường đi trên hướng quốc lộ từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Nha Trang. Và cái video này mình cũng chia sẻ thông tin về mọi người, cái thông tin về tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, cũng như là hướng đi cho mọi người trong cái dịp Tết này từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Nha Trang. Thì mong mọi người sẽ có lựa chọn hướng đi tốt cho riêng mình. Và cuối năm rồi, chúc mọi người sức khỏe, mọi điều vạn sự như ý và an khang thịnh vượng.